Xin chào tất cả anh chị em đến với hướng dẫn cách làm sao để farm Lion ở trên Apple Swap nhé. Đấy, đầu tiên là chúng ta vào trong trang Apple Swap, sau đó nhấn Enter App và chúng ta nhấn vào phần farm. Rồi, ở đây thì chúng ta hãy chọn cái network này. Đó, và nhớ là chọn Ethereum nhá. Rồi, sau đó chúng ta kết nối MetaMask. Đó, nếu anh chị em dùng ví MetaMask. Và một lưu ý nữa là mình phải nhớ là mình phải có số lượng Lion và ETH ở trong ví nha. Rồi tiếp theo là chúng ta nhấn vào trong cái pool này và nhấn vào Get ETH Lion LP. Ở đây chúng ta nhấn vào Import It. Rồi ở đây thì chúng ta lựa chọn là ETH này, sau đó là phần Select Token này. Thì chúng ta nhớ là chọn đúng cái đồng Lion nha. Đó, sau nhấn Add Liquidity. Rồi ở đây thì chúng ta nhập số lượng Lion vào. Đấy, và cái số lượng ETH nó sẽ tự động nhảy phù hợp với cả số lượng Lion mà chúng ta đưa vào. Xong chúng ta nhấn Approve Lion này. Đó, thì chúng ta sẽ phải chờ một chút để chúng ta nhấn Next này, nhấn Approve ở trên MetaMask này. Sau đó chúng ta nhấn vào Supply này và Confirm Supply này. Đó, để nó xác nhận cái lượng Lion mà chúng ta cung cấp. Chúng ta nhấn Confirm này, nó sẽ mất một khoản phí và thời gian thì nó tùy vào cái mạng nhé. Rồi. Sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục đóng cái này vào, rồi chúng ta nhấn vào phần farm này, ok không ạ? Rồi bây giờ thì chúng ta nhấn vào phần pool ETH và Lion và chúng ta nhấn là approve. Đó, chúng ta nhấn maximum. Rồi chúng ta nhấn approve và nhấn thêm một lần approve nữa ở trên MetaMask. Và sau khi approve xong thì chúng ta nhấn vào staking và xác nhận. Rồi sau khi chúng ta đã xác nhận thì chúng ta đã có đơn đặt hàng và chúng ta sẽ nhận được về Lion hàng ngày. Và trên này nó có cái phần lãi suất này là tính theo năm anh chị em nhé.